Đấy, chín rồi đấy. Thơm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chở nó qua một lượt nữa nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hồ Sen Vlog của mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món cực kỳ độc và lạ và ngon miệng, dễ làm cho các bạn. Đó là món chân gà rút xương nướng sa tế nha các bạn. Ok, bây giờ mình mời tất cả các bạn đi theo chân mình cách làm như thế nào các bạn. Ok. Các bạn ơi, đây là chân gà này các bạn. Chân gà của mình rút xương rồi này các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Mình rút xương cho hết sạch sẽ các bạn. Bây giờ mình đem mình ốp sa tế nha các bạn. Ốp sa tế giờ mình đem lên bếp mình nướng các bạn. Đấy, hôm nay mình ăn món đặc biệt bữa các bạn nhé. Lâu lâu mình làm món đặc biệt thơm ngon ăn bữa cho nó hoành tráng các bạn. Đấy, đây còn có xúc xích này. Đây mình sẽ nướng cùng với chân gà luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình đi nướng rồi các bạn ơi. Nướng thêm xúc xích rồi nha. Đấy, chín rồi đấy. Thơm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chở nó qua một lượt nữa nha các bạn. Thơm ngát luôn. Ngon rồi các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ thức ăn mình chín rồi các bạn. Xúc xích với đùi gà rút xương, ở chân gà rút xương chứ các bạn. Chân gà rút xương với xúc xích nướng của mình bây giờ chín các bạn. Mời các bạn ăn cùng bố con mình nha các bạn. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình mời các bạn ăn cùng hai bố con mình thôi các bạn. Đây là chân gà nè các bạn. Gà mình nướng chín các bạn. Rút xương chín rồi. Nướng. Mời các bạn nha. Rồi camera ăn đi. Ăn đi con. Mời các bạn nha. Ui thơm thế. Này nóng này. Ăn mấy này nóng này. Ui lạnh nha. Chấm muối tiêu chanh nha các bạn. Đây bát muối đây các bạn. Mời các bạn nha. Sần 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 sần. Ăn nó ăn nghe tiếng rồm rốp rốp không? Không phải bỏ chương. Ngon cực kỳ. Wow. Đúng không? Đã. Không phải bỏ hương các bạn. Rồi làm. Ngon lắm. Ăn thử nó rất rất dai. Bây giờ cầm ra cái to đâu. Này này, cái này to. Này này, này to. Này. Này cũng to. Mời các bạn nhá. Này không có xương ăn ngon lắm nhá. Mời các bạn, các bạn. Cái này chắc con cũng ăn được. Mời các bạn nhá. Chân gà nhà mình rút xương rồi các bạn. Nướng ngon. Giòn. Mời các bạn. Ngon, tuyệt vời. Ngon. Mình làm lon bia cho nó mát các bạn. Đó. Camera nước rồi. Rồi. Hai bố con mình nhậu các bạn. Bạn nha. Vô, mở bạn. Mình muốn bia to đấy ạ. Ôi, nhỏ đủ. À. Gân nữa. Đã quá các bạn. Ngon tuyệt vời luôn các bạn. Đấy. Thấy chưa? Quá tuyệt vời. Ăn chết xúc xích ạ. Rất nhiều. Ăn làm mấy xúc xích.
đây. Mà các bạn ơi, các bạn nướng thì nó hơi bị cháy tí xíu nhưng mà ăn thơm ngon. Mời các bạn xúc xích. Mình cái da trước không biết ăn mà da ngon. Ngang trái em chay rồi, xúc xích còn ngon. Đúng rồi, xúc xích cũng thích rồi. Trời vàng luôn bà. Không biết nướng ạ, mà giờ xúc xích chưa ạ. Đã ngon rồi, bây giờ xúc xích nướng càng ngon hơn. Ngon hơn. Con ăn được, người lớn ăn được mà. À, hai cây xúc xích rồi. Mà làm cũng dễ lắm. Vô ra mà. Đó các bạn. Sáng nay mình chuẩn bị ăn cơm đúng không? Ngon à. Và mình ăn rồi. Các bạn xem video của mình thấy có ý nghĩa trong cuộc sống và hay, vui và ngon, bạn cho mình xin một like nha các bạn, và một lượt đăng ký kênh, đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha các bạn. Mình nhờ những lượt đăng ký kênh và like của các bạn là niềm tin và sức mạnh và động lực để cho mình ngày càng phát triển kênh và video ngày càng hay hơn và đẹp mắt hơn nha các bạn, và độc lạ nha các bạn. Mời các bạn ăn tiếp theo rồi. Xong rồi, xong rồi, ăn. Đây, bây giờ vâng này. Này, ăn uống hoang dã bạn. Miếng bia các bạn. Là mồi nhọn. Ừ. Quá tuyệt. Này là mồi. Nhậu rồi thôi, đánh cắp luôn. Không còn gì. Giọt phải đó. Cái này thịt tôm càng gọi bằng củ. Có vị gai của anh. Đây các bạn. Đây, này là độ dai của gân nè các bạn. Đấy. Gân. Giòn của thịt. Thịt mình nướng nó cháy cạnh nó giòn các bạn. Thơm của mùi sa tế, đậm vị cay của ớt và tiêu chanh. Chua của chanh. Ăn phải nói đẳng cấp tuyệt vời rồi. Mà bạn quá. Mời các bạn chấm ớt đây các bạn.
bác mưa ngon tuyệt vời. Rất là thơm ngon. Không, nhưng mà cái phần da của nó khi mà nướng lên nó nảy, các bạn ơi. Rồi. À, bây giờ mình sẽ không làm phiền thời gian vàng bạc của các bạn nữa. Mình sẽ xin tạm dừng video clip tại đây các bạn. Nếu các bạn xem video của mình thấy hay, vui và độc lạ ngon miệng, các bạn cho mình xin một like các bạn và một lượt đăng ký nha các bạn. Không quên bấm cái chuông bên cạnh. À, không quên bấm chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bố con mình hồi xem vlog ra nha các bạn. Và bây giờ hai bố con mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.